nút đóng là thứ nhất. Cái thứ hai là cái chỉ sử dụng khi anh đỗ dốc nghiêng này. Đỗ nghiêng này thì cánh cửa nó khó vào hết. À thì bây giờ cái nó tăng tốc để nó vào hết. Anh nhìn này. Đây nhá. Cái cách sử dụng này, ấn nhẹ nút trên để cho nó vào, ấn giữ nút dưới để tăng tốc. À. Thấy không? Tốc độ nó sẽ là mắc. Tức là tốc độ nhanh hơn đi. Đấy, nhưng mà cái đấy thì mình chỉ sử dụng khi mình đỗ ngang thôi. Giọng nói rất thứ. Dẫn đường tới Hồ Hoàn Kiếm. Mở kênh VTV1. Chưa tải về. Mở bài hát. Mở bài hát Yêu Lại Từ Đầu. Cái cam của nó là cam 360 là nó ấy hết à? Đây ạ, đây nhá. Cam bằng chiêu đó. Cam bằng chiêu không? Cái này gắm vào cái tải 12V này nhá. Cái tải 4V nổ luôn. À ừ nhỉ. Nó sẽ tải cái búa nó có dòng điện 20 10V mà.